thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện các cơ quan truyền thông báo chí trung ương đã đến dự hội nghị ngày hôm nay. Đặc biệt, ban tổ chức nhiệt liệt dưới 6 giờ 45 phút là công tác khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam do đồng chí Trương Ngọc Trung, Phó Bộ trưởng Bộ Thi đua khen thưởng, chủ trì và điều hành. Tiếp đến là kết luận hội nghị của các đồng chí chủ trì hội nghị. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí. Chúng tôi khẳng định là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là một trong những kết quả của chúng tôi. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì cái việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam vẫn còn có những khó khăn hạn chế nhất định. Và trong báo cáo chúng tôi cũng đã nêu, chúng ta có thể kể ra đây là sự chậm nhận thức về cái vị trí, vai trò của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Là với sự có mặt của các quý vị đại biểu, đặc biệt là sự có mặt các đồng chí lãnh đạo các ban, các bộ ngành, lãnh đạo các địa phương và sự có mặt của các nghệ nhân và đại diện các cơ quan, các địa phương thể hiện một cái sự quan tâm, sự động viên đối với công tác văn hóa nói chung và công tác văn hóa dân tộc nói riêng. Để cho hội nghị đạt kết quả theo những mục đích yêu cầu đề ra, chúng tôi đề nghị quý vị đại biểu là cái tập tài liệu hội nghị là có toàn văn các cái tham luận và những cái báo cáo của các địa phương và các bộ ngành đã gửi cho ban tổ chức thì chúng tôi đã nắm quyền và gửi cho toàn thể các đồng chí. Vì vậy mà trong cái hội nghị ngày hôm nay chúng ta sẽ không đọc lại các cái báo cáo tham luận về khuôn khổ thời gian có hạn, cho nên chúng tôi đề nghị các quý vị đại biểu sẽ tập trung thảo luận cái hội nghị. Xin được kính chúc quý vị đại biểu tham dự hội nghị hôm nay sức khỏe, thành công và chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chào. Ngày nay bản sắc văn hóa Việt Nam được biểu hiện cụ thể và sinh động kết hợp truyền thống và hiện đại bằng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, bằng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng tinh thần của toàn xã hội đã tạo nên một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Với yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng thời theo nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đến ngày 9 tháng 4 là ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là ngày Bác Hồ gửi thư cho đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam học ở Lê Cư, Gia Lai năm 1946. Qua 10 năm thực hiện quyết định số 1668 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, lĩnh vực văn hóa dân tộc đã có nhiều chuyển biến và đạt được thành tựu đáng ghi nhận. Việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam hàng năm đảm bảo các yêu cầu tiếp tục tiết kiệm, không phô trương lãng phí, đồng thời rất phong phú, đa dạng, ấn tượng, giàu bản sắc dân tộc. Gắn với chương trình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đóng góp thiết thực hiệu quả, tạo chuyển biến về các mặt giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa, kinh tế, văn học nghệ thuật, vân vân. Đặc biệt thực hiện tốt công tác giáo dục xóa đói giảm nghèo, ở về việc cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, đề án bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội đối với 4 dân tộc ở mảng Lam Long Hồ, chương trình hỗ trợ các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, của dân tộc thiểu số có số dân ít người cho các dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Các lớp truyền dạy này do chính các nghệ nhân, chủ thể văn hóa của các dân tộc, người nắm giữ kho tàng văn hóa phi vật thể trực tiếp tham gia truyền dạy cho thế phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từ đó tham mưu với lãnh đạo của cấp trên có những chính sách thiết thực phù hợp hiệu quả hơn nữa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn các báo tạp chí tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục quảng bá nét đẹp về văn hóa dân tộc, tình hình phát triển kinh tế xã hội, vấn đề thực hiện chính sách dân tộc và phản ánh nhận thức của các đảng viên, cán bộ, tầng lớp nhân dân về văn hóa dân tộc, đồng bào với tinh thần tích cực gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Các địa phương đã chủ động thường xuyên tổ chức các hoạt động mang tính đầy đủ cũng như các công tác nghiên cứu chiều sâu về bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các chương trình mục tiêu văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa là văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, ngôi nhà chung của cộng đồng 50 dân tộc anh em, để đến nơi đây thành
nghị ngày hôm nay ban tổ chức tổng hợp và có những ý kiến đề xuất với đảng nhà nước và những ngành trong việc triển khai thực hiện nhà văn hóa dân tộc Việt Nam cần là có các giải pháp để tháo gỡ và có những cơ chế chính sách đề xuất hoặc là những bài học kinh nghiệm cần phổ biến nhân rộng thì các đồng chí xoay quanh những vấn đề như vậy để ban tổ chức chúng tôi sẽ tổng hợp. Theo danh sách tổng hợp của ban tổ chức hiện nay thì đại biểu các địa phương cơ bản có đông đủ các cái thành phần. Trước hết thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của những người trực tiếp triển khai. Tin bài thảo luận của Lộc Khai thì đã có trong cái tài liệu của hội nghị. Từ vì thời gian rất là ít cho nên là tôi xin phép được đi thẳng vào một số vấn đề mà theo chúng tôi tại địa phương triển khai cái 10 năm triển khai quyết định về ngày thực hiện cái ngày văn hóa dân tộc Việt Nam thì chúng tôi xin có một số ý kiến cụ thể. Ở đây thì tôi đã kịp xem nước qua chỉ ví dụ như là không những chỉ có Đông Bắc Tây Bắc, chúng ta đang có những ngày văn hóa các dân tộc đây ở Đông Bắc, ngày văn hóa các dân tộc Tây Bắc rồi Tây Nam Bộ rồi vân vân Tây Nguyên. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cần phải có cái sự giao thoa văn hóa giữa các chứ không phải là bị thiên cưỡng hoặc là có những cái gì mà nó cảm thấy rất là khó khăn. Thế còn với các cái địa phương có đông đồng bào dân tộc thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái hàng năm chúng tôi đều xây dựng những nội dung cụ thể. Thế và đặc biệt là lưu giữ những nét văn hóa truyền thống thông qua việc tổ chức các lễ hội. Và đây là cái dịp để cho bà con đồng bào các dân tộc được sinh hoạt tại cộng đồng và càng thêm yêu hơn cái nét văn hóa truyền thống của mình. Đặc biệt là trong năm 2017 vừa qua thì, trong cái dịp lễ hội xuân thì chúng tôi đã tổ chức được hơn 18 lễ hội cho các đồng bào các dân tộc. Và đồng bào các dân tộc thì cũng tinh thần và tham gia rất là tự nguyện. Đấy cũng là một cái nét mà chúng tôi đã duy trì được trong nhiều năm qua. Ngoài ra thì tỉnh Yên Bái để các địa phương được tham gia quả cái này thì đề nghị là sẽ tổng hợp ghi chép để có tổng hợp đề xuất của địa phương. Tiếp theo tôi xin được mời một ý kiến nữa của ngành văn hóa ở địa phương. Chúng tôi xin mời đại diện của Đông Bắc, mời đại diện của Đông Bắc đi. Thế bây giờ chúng ta rút bớt một cái chương trình mục tiêu cho văn hóa đi rất ít, còn ít quá thì không thể nào mà chúng ta đẩy mạnh được, trong khi bây giờ chúng ta lại muốn đẩy nó lên thì bây giờ thông qua những cái chương trình mục tiêu của chúng tôi đến nghị bộ cũng xem xét như thế nào chỉ chính phủ để cái chương trình mục tiêu đối với đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm phải có thỏa đáng, tương đối thỏa đáng có thể nào. Như hiện nay là cái cơ chế thị trường nó cũng vào chúng ta đã thực hiện mãi và bây giờ cơ chế thị trường rõ hàng ngày rồi mà chúng ta vẫn không xác định được văn hóa với những cái việc là phát triển văn hóa như là tôi nghĩ rằng là bắt đầu đã có cái dấu hiệu của cái việc mà chúng ta thấy rõ hơn về văn hóa và du lịch. Tất cả những cái đó đều là do cái cơ hội thầy mo để lại, chúng ta đã có tạo nên cái việc đó là ví dụ như là 16 tuổi có thể lấy được nhau, 10 tuổi có thể cưới được. Thế nhưng khi mà tuyên truyền vận động bằng những cái chính sách ấy, thì chúng tôi đã vận động được cái thuộc nghệ nhân đó là những cái người uy tín, là những người mà trực tiếp đã là thầy mo thì tạo thầy cúng thì họ đã nhìn nhận được và sau đó họ chính là những người cụ thể để họ tuyên truyền và bảo tồn giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Và hiện nay thì một chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thì đề nghị đảng và những nước cũng không nên là cắt hết, vì thực ra bây giờ đối nếu mà như thế thì các cái tỉnh như tỉnh Hà Giang là một cái tỉnh rất khó khăn, đặc biệt khó khăn về tỉnh rất khó của trung ương từ cấp bộ cấp vùng đến khu vực và tại cơ sở chúng tôi cũng tổ chức rất là nhiều các bộ cái nội dung chương trình chung của bộ về tuyên truyền giáo dục quảng bá các hoạt động cổ vũ và các hoạt động thực tế rồi các hoạt động tại địa phương cơ sở và tham gia các hoạt động tại trung ương. Bốn cái nội dung của chương trình khung của bộ thì chúng tôi đều tham gia và đã thực hiện trong cái tham luận. Tuy nhiên thì qua triển khai thực tiễn thì ở Đắk Lắk cũng có mấy cái khó khăn, đó là tập trung
cũng chung với các tỉnh thôi. Cái thứ nhất là chúng ta phải thừa nhận là cái kinh phí để triển khai cái ngày hội văn hóa dân tộc Việt Nam ấy thì còn hạn hẹp, chủ yếu từ ngân sách. Cái việc xã hội hóa cái ngày hội rất khó khăn. Có thể một số lễ hội chúng ta xã hội hóa được, nhưng mà cái ngày hội văn hóa dân tộc Việt Nam thì rất khó. Thì không biết có tỉnh nào làm tốt những việc này không, thì các đồng chí xin chia sẻ để cho các tỉnh khác học tập. Cái tiếp theo trong cái khó khăn này ấy, là cái chương trình khung của làng ấy là ban hành thì thường là muộn. Ví dụ như 2018 này thì ngày 28 tháng 12, 17 đồng chí đã ban hành chương trình khung, mà trong khi các tỉnh thì bảo vệ dự toán là từ tháng 10. Thì thế thì lại phải tiếp tục phải xin lại phải bổ sung thì nó rất là khó. Được ở ngôi nhà chung là chúng tôi rất là cảm động và thật sự cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến đồng bào chúng tôi. Thì trước hết là tôi có một số vấn đề thế này. Thì đối với đồng bào chúng tôi về thuộc Lai Châu thì dân tộc ít người nhớ, dưới 1.000 người là như đồng bào Si Lan, tức là đồng bào gì mà. Đồng bào Si-la thì mới có 520 khẩu, các đồng bào ạ. Vâng. Thì 520 khẩu thì hiện nay chúng tôi với về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết và làm văn hóa thì chúng tôi đã thực hiện được là đối với các dân tộc dưới 10.000 người thì tôi cũng rất tự hào được Đảng, Nhà nước quan tâm, thì tôi cũng đã làm được một số việc cho tỉnh Lai Châu là cũng chưa được nhà nước công nhận là nghệ nhân, mà tôi cũng đang tham gia và phát triển. Và tôi cũng đang làm một số việc về nhà sáng về đi sáng tác, rồi các đã được mọi người giúp đỡ tôi cùng thành đầu bạn. Xin rất là cảm ơn các tầng lớp trên của dân tộc về cái khôi phục về cái văn hóa. Nhưng mà rất là khó, bởi vì nhận thức của dân tộc chúng tôi cũng là rất là ít người, cũng là thuộc dân tộc thiểu số dưới 10.000 người đó. Bởi vì với nhận thức của tôi kêu nhỏ thôi, tất cả là các vị lãnh đạo của sở đã nói rồi, tôi cũng chắc có lẽ nắm trong ý kiến các vị lãnh đạo của sở đã nói. Thì ở đây tôi muốn tham gia một số ý kiến. Hôm nay tôi mới tham dự được thì tổng kết 10 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lễ ngày 19 tháng 4 là ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thì đây là một vấn đề là đối với bản thân tôi có rất nhiều những cái ấn tượng tốt đẹp mà tôi đã cảm nhận. Lâu nay tôi ở địa phương quê hương A Lưới của Thừa Thiên Huế thì chưa tham gia được, mà bên đây tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thì tôi đã được tham gia chứng kiến những ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tôi rất được vinh dự ban tổ chức tổng kết này mời lên để tham gia thêm 10 năm xây dựng và giữ những cái bản sắc, những cái văn hóa của những dân tộc này. Trước hết tôi rất là cảm ơn các đồng chí, kính thưa các đồng chí, thưa các bạn, thưa các tiểu thương. Từ lâu nay tôi đã sống ở đây hơn 2 năm liên tục từ tại xa ở 2016 đến 2017. Tôi cảm nhận rằng mấy năm đó tôi sống rất lùn trong cái vấn đề toàn bộ các dân tộc ở đây, tức là cái nơi và khu hẹp là cái 54 dân tộc Việt Nam. Trong đó những đồng chí, những làng, những tỉnh đã có mặt tại làng công vô này và chúng tôi cọ sát với nhau, trao đổi với nhau, mong muốn là gì? Tức là muốn tất cả dân tộc Việt Nam là một rừng hoa đẹp. Cái văn hóa của Việt Nam
là chắc có lẽ ông bằng đa đa loại cũng giống như cái bông hoa của Việt Nam. Cho nên là ý chúng tôi là muốn phát huy, gìn giữ, phát triển những cái gì lâu nay nó mất đi, mất đi vì lý do gì đó là một cuộc chiến tranh đã diễn ra mấy năm. Thứ hai, sau hòa bình gặp lại là chúng ta những của cải như chiên ké như nhạc cụ những gì đó đã mất hết đi theo hết. Một con người lúc đó là từ gia pháp tới bây giờ là 30 năm rồi, 30 năm rồi, cho 30 mấy năm rồi. Như vậy là những con người sinh ra sau gia pháp thì mới có bây giờ là bao nhiêu tuổi. Như vậy là tôi tính ra thì chúng ta muốn giữ lại thì tìm lại những cái mắt, thì trước hết những người còn lại thì chúng ta nên đi tìm những người còn lại cho nó vui học là tốt hơn. Thứ hai nên là chúng ta cần phải đưa ra được cái định hướng phát triển trong 5 năm tới chứ không phải để cũng còn 2 năm. Và đây tôi hoàn toàn nhất trí ý kiến của đồng chí phó giám đốc sở văn hóa của Đắk Lắk, đồng chí Vái ngày xưa bảo là nếu như chúng ta mà nói muộn thước tôi về địa phương biết, nếu như mà ta đưa cái nội dung mà chậm thì ở địa phương không thể nào bảo vệ được ngân sách. Là chắc chắn rằng là khi đưa ra cái là chỉ có nước thôi. Nếu như mấy ông phó chủ tịch mà phụ trách khối đấy mà hiểu được cho anh em đi, không đâu không là đóng cửa ra được, đóng cửa ra bởi vì ngân sách ở cấp tỉnh mà có về trước bộ ta thì cứ tháng 12 tháng 1 thì chúng ta vẫn có thể nới lỏng ngân sách được, nhưng địa phương là tháng 8 là các sở ngành đưa lên là đóng cửa lại. Do vậy chúng ta đưa ra cái định hướng để phát triển này là phải là 5 năm. Tại sao nói 5 năm thì có mấy nội dung như này. Một là bảo vệ ngân sách của hàng năm, đồng thời là của năm sau, của năm nay và của năm sau. Thế thì trong đó là chúng ta cần phải đưa để mà bảo tồn cái việc ở đây ấy, hoạt động ở đây ấy, là chúng ta cần phải đưa những ngày văn hóa của các vùng miền ở đây. Ta đã có cái trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam trước đây, nhưng bây giờ cái khuôn viên tại chỗ đó nó rất là bé, không làm được. Thấu hiểu hơn, thông cảm hơn và chia sẻ hơn, đồng cảm hơn với khó khăn của cơ sở trong việc bảo tồn, phát huy các cái giá trị văn hóa đặc sắc của mình. Nhưng mà trong cái khó khăn đó thì thực sự không phải đâu, mình ta vẫn tìm ra được những cái chắc chiêu ra được, như bác cũng nói đấy, là những cái tinh hoa, những cái ở trong dân thì chúng ta vẫn phát huy được. Thế thì trong hội nghị hôm nay tôi cũng xin được chia sẻ một số cái kết quả đã đạt được trong cái chặng đường vừa qua dưới góc nhìn của văn hóa cơ sở. Thứ nhất là về cái chương trình khung của quyết định 1668 ấy, thì trong đó là cái ngày văn hóa các dân tộc thì ở các địa phương tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, các cái hoạt động thể dục thể thao để thu hút đồng bào đến tham gia, thì các địa phương đã tổ chức cái việc này cũng như rất là hiệu quả. Và chương trình cho phép tôi nói hai vấn đề thôi. Thứ nhất là nói về vấn đề tổ chức thực hiện theo những quyết định 1668 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai là tôi sẽ phát biểu là với tư cách là ủy ban dân tộc, là cái người đại diện là cầu nối có quyền và lấy hợp pháp của bản thân dân tộc chúng ta. Thứ nhất là trước hết là về cái quyết định 1668 và hôm nay chúng ta tổng kết là 15 năm. Cho đến thời điểm này thì như vậy là chúng ta còn 6 tháng nữa, 4 tháng nữa là ta tròn 10 năm. Không kết, nghe là hơi sớm một chút. Là cũng như những ngày chính thức tư này. Cái ngày mà bác Hồ Đức Tư cho bà con nhân dân các dân tộc của Tây Nguyên. Nhưng mà chỉ có thực sự là có 3 điều mà chúng ta thực hiện. Còn lại 3 điều còn lại là chúng ta nêu được cái mục đích nghĩa và cũng như là chúng ta thực hiện theo cái phân công. Thì như vậy là ở cái điều 2 là điều sắp nhập và cũng như là điều 3 thì tôi đề nghị là đồng chí phải đánh giá sâu sắc hơn. Có lẽ là nghị hôm nay chúng ta phải đánh giá sâu sắc. Vậy qua cái ngày văn hóa này thì nhân dân các dân tộc thiểu số chúng ta 353 dân tộc và trong cả nước là 54 dân tộc. Thì thưa các đồng chí, tôi nói cái điều này, chúng ta làm rất nhiều việc,
nhưng mà chúng ta phải đánh giá được này. Tôi đồng ý rất cao ý kiến đồng chí này với tất cả phát biểu. Chúng ta phải đánh giá được, nêu cho được trong 10 năm đó thì cái ngày 19 tháng 4 là cái ngày thực sự như thế. Đi vào lòng người không? Đi vào lòng dân không? Cái này chúng ta phải trả lời được. Chứng kiến tất cả những cái chặng đường, những cái giai đoạn, những quá trình mà những cái sắc thái văn hóa, những cái nét đẹp văn hóa từ tất cả các vùng miền trên tổ quốc được hội tụ về nơi đây. Thế thì ngày hôm nay thì đầu tiên tôi xin chân thành và cảm ơn các địa phương, các tỉnh, các sở văn hóa và cộng đồng các dân tộc đã cùng với ban quản lý chung vai góp sức xây dựng ngôi nhà chung của cộng đồng dân tộc và cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tổng hợp của tôi có chính xác so với ý kiến của các đồng chí hay không? Trong đó thì có 7 ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, chính là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh. Có 4 ý kiến của đại diện cộng đồng các dân tộc thiểu số đang có những hoạt động và tham gia các hoạt động tại làng, và 5 ý kiến là đại diện của các ban bộ ngành trung ương, các cơ quan liên quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chúng tôi tổng hợp và nhận thấy rằng là các ý kiến của các quý vị đại biểu phát biểu ngày hôm nay thì rất thẳng thắn, rất trách nhiệm và cũng hết sức tâm huyết. Thẳng thắn ở đây chúng tôi thấy rằng là các đồng chí không ngại ngần gì nêu thẳng vào những vấn đề mà chúng ta cần phải tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới, kể cả quyết định 1668 cũng như là chương trình khung. Tuy nhiên là cái báo cáo tóm tắt thì chúng tôi cũng vì là muốn có nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến phát biểu, chúng tôi yêu cầu báo cáo dân tộc là báo cáo ngắn gọn thì có thể cái báo cáo trình bày trực tiếp tại hội nghị hôm nay thì nó cũng tóm tắt quá, nên có thể quý vị theo dõi thì nó cũng chưa đầy đủ theo những cái nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp. Tuy nhiên thì những ý kiến mà các đồng chí đã góp ý cho cái nội dung của báo cáo ấy, thì chúng tôi cũng cho rằng là hết sức xác đáng, đặc biệt là những cái đề xuất kiến nghị để mà làm tốt hơn trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổng hợp để cho vào cái báo cáo chung trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng cái quy định. Chúng tôi thấy rằng là các ý kiến của các quý vị đại biểu thống nhất đánh giá là ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4 thì là một cái hoạt động thì nó là hết sức thiết thực, hiệu quả và nó cũng tạo được một cái hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc. Tuy nhiên thì cũng các đồng chí cũng khẳng định là cái sự kiện ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2018-2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và các cá nhân thực hiện sự phân công. Tôi xin phép được công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch số 1364/QĐ-VHTTTL Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2018 quyết định về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch căn cứ luật thi đua khen thưởng, căn cứ nghị định 79/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin được chúc mừng các cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen. Cảm ơn Thứ trưởng Trịnh Đình Thủy. Xin là cảm ơn đại.